TOD. Sự tiến triển của thị trường bất động sản đã mở ra nhiều cơ hội cho các mô hình mới, trong đó có TOD, viết tắt của Transit Oriented Development, là một phương pháp quy hoạch và phát triển đô thị, lấy định hướng phát triển giao thông công cộng làm cơ sở quy hoạch phát triển, lấy đầu mối giao thông làm điểm tập trung dân cư để từ đó hình thành tiếp hệ thống giao thông phân tán. Các đô thị phát triển theo mô hình TOD thường được xây dựng xung quanh các bến xe bus, ga tàu điện hoặc các phương tiện giao thông công cộng khác. Nơi này thường tập trung nhiều tiện ích như trung tâm thương mại, trường học, văn phòng và trung tâm giải trí, tạo nên một hệ sinh thái đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của người dân. Bên cạnh đó, các khu này thường được thiết kế với bán kính từ 400 đến 1.000 mét để người dân có thể đi bộ, đạp xe hoặc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng một cách dễ dàng. Hiện nay, mô hình TOD đang được áp dụng ở nhiều thành phố lớn trên thế giới như Tokyo, Nhật Bản, Seoul, Hàn Quốc, New York, Mỹ hay London của Anh. Theo số liệu niên giám thống kê mới nhất của Tổng cục Thống kê năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai cả nước với tỷ suất nhập cư lên đến 25,4%. Trước tình trạng này, mô hình TOD đang được đẩy mạnh ở các quận ven thành phố để các khu này trở thành đô thị vệ tinh, thu hút dân cư về sinh sống. Cụ thể, đó chính là ở thành phố Thủ Đức, Bình Dương và Bình Chánh. Mô hình TOD có nhiều ưu điểm đáng chú ý. Trước hết, nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển công cộng, giúp giảm ùn tắc giao thông và lượng khí thải phát ra bằng cách tối ưu hóa việc sử dụng đất ở gần các trạm dừng. TOD giúp tạo ra các khu đô thị dân cư mật độ cao, giảm thiểu việc sử dụng xe hơi và tăng cường sự kết nối trong xã hội. TOD cũng mang lại lợi ích kinh tế cho cộng đồng bằng cách tăng cường giá trị bất động sản ở các khu vực gần trạm dừng, thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng. Đồng thời, việc tạo ra môi trường sống và làm việc thuận lợi tại các khu vực này cũng kích thích các hoạt động kinh doanh và tạo ra các cơ hội việc làm. Tuy nhiên, việc triển khai TOD cũng đối mặt với một số thách thức, khó khăn. Trong đó, lớn nhất là việc tìm nguồn tài trợ cho các dự án phát triển hạ tầng công cộng. Và đó chính là mô hình